Rốt cuộc các người đã tới rồi hả? Sư phụ! Diện binh, cả má ta cũng không lại đánh ta như vậy. Hắn đánh không trúng ta cố nào hết. Đồng tử công, đồng tử phát quay, hay lắm. Là ngươi? Có phải ngươi không? Không phải. Là cô. Là cô. Là cô. Tôi nhận ra tiếng của cô. Tại sao lại không đánh trả? Anh yêu em. Lừa gạt ta, lừa gạt ta, lừa gạt ta, lừa gạt ta. Gánh nặng như vậy mà ngươi vẫn yêu ta? Anh càng yêu em hơn. Ôi anh bạn, lấy gì đây chứ hả? Wow, đi chết đi. Sư phụ, sư phụ, con tết của sư phụ. Sư phụ, mắt của sư phụ bị bệnh hả? Có người đó.
Không có gì, ta coi có buộc chặt lại hay không hay thôi mà. Ngươi đừng có qua đây nha. Ngươi đừng có qua đây nha. Ta thì không biết chút võ công nào đâu. Sư huynh cứu ta. Ây da, ây da, cứu ta. Văn địch thúi. Sư huynh ơi, trả thù cho em. Sư phụ họ hiếp con đó. Không cần nể mặt ta. Có tiền hay không vậy? Uống sữa con bị say như vậy hả? Rồi còn em sao rồi đây? Hả? À, quyền say sữa. Làm thay quà tay cầm bình sữa phá ngàn lương. Thoải mái quá. Hãng Trung Ly túy bộ uống sữa tập ngay tim. Động băng miệng ngậm nấm vú lực thiên can. Yo!